Mbappe giàu cỡ nào, ngôi nhà trước và sau của cầu thủ lương cao nhất thế giới. Với hai bàn thắng vào lưới Ba Lan ở vòng 1/8 World Cup 2022 vừa qua, Kylian Mbappe đã chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại bóng đá Pele, trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu này trước khi bước sang tuổi 24. Không chỉ có vậy, chỉ qua hai mùa World Cup ngắn ngủi, với 13 trận đấu và 9 bàn thắng được tạo nên, Mbappe đã và đang từng bước vững chắc trên con đường vượt qua những thành tích tuyệt vời nhất của người đàn anh cùng số áo Lionel Messi trong giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhờ loạt thành tích vô tiền khoáng hậu của mình, cậu bé người Pháp gốc Cameroon ngày nào đã chứng minh được rằng mình chính là một viên kim cương quý của làng túc cầu thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Bất cứ câu lạc bộ, bất cứ đội tuyển nào cũng mong muốn được sở hữu cỗ máy săn bàn này trong tay để chinh phục những đỉnh cao của bóng đá. Chính vì vậy, Kylian Mbappe nghiễm nhiên trở thành cầu thủ được săn đón nhất thế giới. Để có thể giữ chân hoàng tử bé, PSG, tức là Paris Saint-Germain, đã phải bỏ ra một món tiền khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Theo báo chí châu Âu, mức lương mà Mbappe được trả là 1,5 triệu euro một tuần, 100 triệu euro trên một năm. Không chỉ thế, PSG còn đưa ra khoản tiền thưởng 300 triệu euro trên một năm để nhận được cái gật đầu từ phía Mbappe. Với mức lương xương xương là 500 triệu euro cho bản hợp đồng dài 3 năm với PSG đã giúp Mbappe vượt mặt đàn anh Neymar, thậm chí là thần tượng Cristiano Ronaldo của mình, để trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh tính tới thời điểm hiện tại. Theo ước tính, với con số 100 triệu euro, tức là 1/5 thu nhập của anh, đã có thể giúp UEFA chi tiền thưởng cho đội vô địch Champions League trong 125 mùa giải. Và với mức thu nhập này, Mbappe dường như có thể làm tất cả những gì mà mình muốn. Từ đây anh đã dã từ cuộc sống khốn khó trong quá khứ của mình và đặt chân vào thế giới thượng lưu. Thế nhưng bạn có tò mò rằng chàng cầu thủ thần đồng này làm gì với số tiền khổng lồ đó không? Cuộc sống trước và sau khi nổi danh của anh có gì khác biệt? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Những bước chân đầu đời. Tất nhiên thì có tiền một tiền cũng được. Cuộc sống của Mbappe hiện tại nếu không gọi là thiên đường thì cũng phải gọi là tiên cảnh nơi hạ giới. Chàng cầu thủ 23 tuổi này đang có cuộc sống mà tất cả mọi người đều mơ ước. Thế nhưng để đạt được thành tựu ngày hôm nay, cậu bé Mbappe cũng phải nằm gai nếm mật, khổ luyện mà thành tài như bất kỳ ai khác. Sự thành công của Mbappe ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ thì cũng có một chút may mắn đi kèm. Bất ngờ thay, may mắn này lại đến từ chính gia đình thân yêu của anh. Với cha là huấn luyện viên bóng đá, mẹ là cựu tuyển thủ bóng ném, Mbappe được thừa hưởng toàn vẹn bộ gen vận động siêu đẳng. Đây chính là một trong những yếu tố khiến Mbappe có kỹ thuật vượt trội hơn nhiều cầu thủ khác. Và nếu chỉ dựa vào một chút may mắn ít ỏi này thì đương nhiên là Mbappe cũng không thể chạm tay được tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Cậu bé người Pháp không chỉ có tư duy chơi bóng tinh tế mà còn có một niềm đam mê trái bóng với môn thể thao vua, cùng tinh thần luyện tập vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Chào đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1998, 6 tháng sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển quốc gia Pháp tại World Cup 1998, cuộc đời của Mbappe giống như được sinh ra để cháy cùng trái bóng tròn. Là con trong một gia đình nhập cư, Mbappe cũng có một tuổi thơ không mấy đầy đủ. Gia đình cậu trú tại một khu chung cư nghèo nàn tại Bondy, Seine-Saint-Denis, một xã phía đông cách trung tâm Paris 6,8 dặm. Mặc dù nằm gần thủ đô nhưng Bondy không hề có vẻ ngoài hào nhoáng và sự giàu có. Đây là một trong những khu dân cư nghèo nhất với tỷ lệ bạo lực và phạm tội ở mức cao. Ngay từ khi còn bé, cậu bé Mbappe đã thể hiện tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Trong căn phòng chỉ vài mét vuông chật chội của cậu được dán đầy hình tượng của thần tượng Cristiano Ronaldo. Lớn lên trong khó nhọc đã khiến Mbappe thấu hiểu được một chân lý: muốn thoát nghèo, cách duy nhất chỉ có thể là đá bóng. Thế là cậu bé Mbappe đã tìm đủ mọi cách để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Cậu biến mọi không gian xung quanh thành sân bóng để tập luyện, thậm chí là cả phòng khách trong nhà cũng không phải là ngoại lệ. Tại đây đã ghi dấu những bàn thắng đầu đời của một thần đồng bóng đá mới. Mbappe thường xuyên tập luyện tại nhà cho đến khi mẹ cậu trở về. Lúc này cậu sẽ trốn lên phòng ngủ và giả vờ là mình đang say giấc. Cậu thậm chí còn năn nỉ người giữ trẻ đừng tiết lộ việc mình chơi bóng trong nhà với cha mẹ. Nếu không thì cậu đến cái nịt cũng không còn. Khi mà Mbappe lớn dần, cậu bắt đầu được cha mình, ông Wilfried Mbappe, huấn luyện viên của AS Bondy hướng dẫn và đào tạo. Cùng với sự giúp đỡ của người anh nuôi là Jerez Campbell, ước mơ của cậu càng được đà mà cháy rực. Nhờ khả năng thiên phú cùng sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của những người thân trong gia đình mà Mbappe đã nhanh chóng tỏa sáng, lọt vào mắt xanh của Clairefontaine, lò đào tạo nổi tiếng, nơi sinh ra nhiều danh thủ của bóng đá Pháp. Ở đây tài năng của Mbappe đã được mài giũa và đánh bóng, giúp cậu có được nhiều cơ hội ký hợp đồng với các đội bóng lớn. Khi 15 tuổi, Mbappe buộc phải rời Clairefontaine để đến với đấu trường chuyên nghiệp. Từ đây, con ngựa chiến Mbappe cũng chính thức tự tay
viết nên những câu chuyện lịch sử của chính bản thân mình. Không ai có thể ngờ rằng cậu bé đen nhẻm gầy gò, mặc áo hoodie màu xanh lá rạng rỡ, ngồi trong căn phòng được dán chi chít hình thần tượng CR7 ngày đó, lại có thể trở thành con mạnh thú, khuấy động làng túc cầu thế giới của sau này. Hai, cú chuyển mình định danh tên tuổi. Dù cho tuổi đời còn rất trẻ nhưng Mbappé đã từ chối hàng loạt các lời đề nghị đến từ các đội bóng lớn như là Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City để khoác lên mình áo của đội tuyển trẻ Monaco vào năm 2015. Tại đây, anh đã nhiều lần phá kỷ lục của tiền bối Thierry Henry khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được thi đấu chính thức và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn thắng cho Monaco. Nhờ sự thể hiện rực rỡ này mà Mbappé đã nhận được hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp túc cầu của mình. Tại đây, anh đã giúp Monaco vô địch League One và lọt vào bán kết UEFA Champions League với hàng loạt cột mốc đáng nhớ. Sau màn thể hiện đầy hứa hẹn với tuyển Monaco, Mbappé đã lọt vào mắt xanh của PSG và từ đây thì cuộc đời của anh đã bước sang một trang mới. Tiếp theo, thu nhập đáng mơ ước của Mbappé ở tuổi 24. Khi 24 tuổi, có bao giờ bạn tự hỏi mình đã làm được những gì? Đang phải vật lộn để trải qua những cú sốc đầu đời hay khổ tâm vì áp lực công danh, cơm áo gạo tiền? Nhưng mà Mbappé thì lại khác. Tuổi 24 của anh bắt đầu cùng những mốc son chói lọi trong sự nghiệp, cùng những kỷ lục mới liên tục được tạo nên, khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Theo báo chí thì phí chuyển nhượng khi Mbappé 17 tuổi của PSG là 11,5 triệu euro, cao nhất dành cho cầu thủ tuổi tin lúc bấy giờ. 24 tuổi, ngoài khoản lương cứng hàng triệu euro mỗi tuần, Mbappé còn nhận được lợi nhuận từ những khoản lót tay lên đến hàng trăm triệu euro mỗi năm. Không chỉ thế, anh còn được đón nhận nồng nhiệt trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Nhờ những điểm sáng trong sự nghiệp, Mbappé đã thành công giành được rất nhiều hợp đồng quảng cáo với hàng loạt các nhãn hàng trên thế giới như là Nike, Adidas, Hublot. Theo thống kê thì Mbappé đã bỏ túi khoảng 18 triệu đô la mỗi năm nhờ những hợp đồng thời trang béo bở này. Với mức thu nhập như vậy, đương nhiên thì Mbappé có thể dư sức tận hưởng những gì xa hoa nhất. Không còn là cậu bé lớn lên từ khổ chuột, Mbappé đã trở thành chủ nhân của căn penthouse xa xỉ bậc nhất kinh đô Paris. Căn nhà rộng khoảng 600m², tọa lạc tại Neuilly-sur-Seine, Paris, có tầm nhìn trực tiếp thẳng ra tháp Eiffel. Nơi đây thì vốn được biết đến là con phố đặc quyền dành cho những người nổi tiếng và giới siêu giàu lui tới và sinh sống. Mặc dù không thường xuyên tiết lộ cuộc sống cá nhân, nhưng thông qua những hình ảnh được chính chủ chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng tìm được rất nhiều thông tin về ngôi nhà của siêu sao Mbappé. Theo đó, thì căn penthouse của cậu bé vàng người Pháp nằm ở tầng cao nhất, có 2 tầng với tổng cộng là 12 phòng ngủ cùng vô số trang thiết bị hiện đại, giúp chủ nhân trải nghiệm cuộc sống thoải mái một cách tối đa mỗi ngày. Ở đây thì Mbappé đã dành ra một khoảng không gian vô cùng rộng lớn để thỏa mãn đam mê nghiện giày của mình. Theo ước tính thì bộ sưu tập này của anh hiện đã chạm mốc vài trăm đôi đến từ rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Không những thế thì bên trong căn nhà còn được trang bị phòng gym, bể bơi để mà giúp Mbappé có được khoảng không gian nghỉ ngơi và tận hưởng hoàn hảo nhất. Được biết, để sở hữu căn penthouse này, Mbappé đã phải chi ra là 10 triệu đô la Mỹ, tương đương với 248 tỷ đồng. Tuy nhiên thì so với giá trị tài sản ròng là 150 triệu đô la mà anh đang sở hữu, thì con số này cũng chỉ là muối bỏ biển. 4. Những tài sản giá trị khác. Ngoài căn nhà triệu đô đắt đỏ, Mbappé còn sở hữu hàng loạt tài sản đắt giá khác khi mới chạm ngưỡng 24 tuổi. Tuy chưa có bằng lái xe, nhưng cậu bé thần đồng của làng túc cầu cũng không ngần ngại tậu cho mình vài chiếc siêu xe để ngồi vào ghế phụ. Đầu tiên phải kể đến chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista. Đây được đánh giá là một trong những mẫu xe đua đẹp nhất, được trang bị động cơ V8 hiện đại, 3.9 Twin Turbo. Động cơ mạnh mẽ này tạo ra công suất lên tới 711 mã lực. Mô men xoắn của xe đạt 770 Nm tại vòng tua 3.000 vòng trên phút. Điều này giúp xe có được khả năng vận hành ấn tượng cùng khả năng tăng tốc từ 0 đến 100km chỉ vòn vẹn trong khoảng 2,85 giây. Ngoài ra thì cầu thủ danh giá còn được cho là đã sở hữu một chiếc Volkswagen T1 nổi tiếng. Đây là một xe động cơ diesel với dung tích 1.968cc và có sẵn hộp số tự động. Xe được trang bị 4 xi lanh, 5 chỗ ngồi. Đây là dòng xe được mệnh danh là chiếc SUV tuyệt hảo cho mọi gia đình. Giá trị của chiếc xe này lại tương đối dễ chịu, chỉ rơi vào khoảng 30.000 đô la Mỹ. Tiếp theo có thể kể đến là chiếc Volkswagen Touareg. Mặc dù có giá bán khởi điểm đắt hơn T1, nhưng mà Volkswagen Touareg vẫn chỉ là một chiếc SUV 5 chỗ. Volkswagen Touareg sử dụng hai động cơ diesel, hai động cơ xăng, L4 2.0 lít và V6 3.0 lít và động cơ 3.0 lít plug-in hybrid. Tiếp theo thì nam cầu thủ cũng sở hữu cho mình một chiếc xe Volkswagen Multivan. Đây là dòng xe đa dụng MUV cao cấp với động cơ mạnh mẽ được tạo ra.
Xe tự hào về động cơ diesel V6, dung tích 3.200cc, tạo ra công suất tối đa là 230 mã lực. Ngoài ra thì anh cũng sở hữu một chiếc Mercedes-Benz V-Class với kiểu dáng tương tự. Đây cũng là dòng xe gia đình với 7 chỗ ngồi bản tiêu chuẩn với mức giá khởi điểm chỉ 52.600 đô la Mỹ, tương đương với 1,3 tỷ đồng. Sự xuất hiện của dòng xe cổ điển này trong gara của một thiếu niên trẻ tuổi, thu nhập khủng như Mbappé, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao anh lại yêu thích dòng xe này đến vậy. Bất ngờ thay thì câu trả lời của Mbappé lại thuần túy chỉ là hợp đồng. Cả đội tuyển quốc gia Pháp và Liên đoàn bóng đá Pháp đều là đối tác của Volkswagen từ năm 2014 tới nay. Ngoài số xe chính thức kể trên, Mbappé còn được đồn đoán là sở hữu chiếc Ferrari SF90 Stradale, nhưng mà chưa từng thấy nam cầu thủ xuất hiện bên chiếc siêu xe đắt đỏ này. Bên cạnh đó thì Mbappé cũng hiếm khi đăng tải hình ảnh xe của mình trên các trang mạng xã hội. Một sự thật thú vị đã được chính Kylian Mbappé tiết lộ rằng việc sử dụng xe quá phổ thông so với mức thu nhập của mình là do anh chưa có bằng lái. Tuy sở hữu bộ sưu tập xe khá khiêm tốn so với các đồng nghiệp, nhưng mà Mbappé thì lại rất chịu chơi trong lĩnh vực đồng hồ xa xỉ. Anh sở hữu rất nhiều những đồng hồ có giá trị đến từ các thương hiệu lớn như là Hublot, Rolex. Nổi bật trong số đó có thể kể đến là Hublot Big Bang, Millennial Pink, trị giá 20.900 đô la Mỹ. Ngoài chiếc màu hồng, anh còn có Sunplayer 2 45mm giá 24.000 đô la Mỹ với vỏ bằng titanium, mặt số màu đen. Chiếc đồng hồ này được sản xuất giới hạn 200 chiếc trên toàn thế giới. Hay một chiếc Audemars Piguet Royal Walk Uphill Offshore giá 36.300 đô la Mỹ. Đây là loại đồng hồ bấm giờ tự lên cót thể thao, có vỏ làm bằng titanium, đường kính 44mm, khả năng chống nước ở độ sâu 100m. Một trong những mẫu đồng hồ độc đáo của Kylian Mbappé là Spirit of Big Bang King Cow Rainbow, giá 93.700 đô la Mỹ. Vỏ máy có đường kính 42mm, làm từ vàng 18K, hoàn thiện bằng những đường xước mờ, xanh finish. Thiết kế đính 166 viên đá quý xếp theo dải màu cầu vồng. Bộ máy Chronograph Skeleton tự động lên dây cót, giúp thiết kế có thể dự trữ năng lượng 50 giờ. Một chiếc đồng hồ đắt giá khác của nam cầu thủ là Hublot Unico Titanium Rainbow 45mm, có mặt số Flyback Chronograph lộ khung. Vỏ titanium được nạm 176 viên đá quý nhiều chủng loại như hồng ngọc, hoàng ngọc, thạch anh tím và ngọc bích với nhiều màu sắc khác nhau. Khung viền quanh mặt số làm từ vàng trắng 18K, nạm 48 viên đá quý cắt hình baguette có giá 70.500 đô la Mỹ. Ngoài việc sưu tầm các xa xỉ phẩm, Mbappé còn rất mạnh tay khi sẵn sàng chi ra 60.000 đô la cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Không những thế, trong thời gian hợp đồng với PSG, Kylian Mbappé còn được hưởng đãi ngộ là ngồi trên một chiếc chuyền cơ chuyên dụng Challenger 350 với mức giá hoa mắt là 70.000 đô la trên một giờ. Mbappé cũng phải chi trả các loại phí dành cho vệ sĩ, tài xế riêng, trợ lý với mức đãi ngộ khoảng 35.000 đô la mỗi tháng. Thứ năm, người đàn ông với tấm lòng nhân ái. Tuy sở hữu mức lương khủng nhất thế giới, nhưng Mbappé chưa bao giờ chọn cách sống xa xỉ và tận hưởng cho riêng mình. Không chỉ được biết đến là một cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất, Kylian Mbappé còn được người hâm mộ yêu quý bởi trái tim nhân hậu của mình. Khi vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp, Mbappé đã dành trọn số tiền thưởng là 20.000 euro của mình để quyên góp cho hiệp hội Premiers de Codes, một tổ chức từ thiện hướng dẫn tập thể dục thể thao miễn phí cho trẻ khuyết tật. Mbappé vốn được biết đến là người bảo trợ của hiệp hội Premiers de Codes. Không chỉ thế, anh còn là người sáng lập ra quỹ từ thiện Inspired by KM để giúp đỡ những trẻ em nghèo ở Paris có cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Mbappé còn thành lập một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, lấy tên là Zebra Valley. Công ty đặt trọng tâm là tạo ra nội dung truyền cảm hứng về con người và ý tưởng làm thay đổi thế giới. Điều này xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân Mbappé. Anh đã từng là một đứa trẻ nghèo, cũng từng phải vật lộn để chạm đến ước mơ của mình. Bởi vậy nên khi có khả năng, Mbappé đã sẵn sàng dùng nó để giúp đỡ những người khó khăn khác. Hồi đầu năm nay, ngôi sao 24 tuổi trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times: "Tôi muốn làm nhiều điều hơn nữa, chứ không đơn thuần chỉ là cầu thủ chơi bóng, kiếm thật nhiều tiền hay tận hưởng những kỳ nghỉ trên du thuyền." Có thể thấy bên cạnh khao khát đổi đời của chính mình, Kylian còn muốn dùng bóng đá để thay đổi cuộc đời và vô vàn những người khác xung quanh. Và cuối cùng, kết, Kylian Mbappé còn quá trẻ cho một sự nghiệp trải dài trước mắt, nhưng những thành tích, những kỷ lục mà anh đã từng đạt được đã phần nào chứng minh được rằng những ông vua mới của làng túc cầu thế giới đang dần xuất hiện, tiếp nối những huyền thoại như Messi, Ronaldo, tiếp tục viết nên những lịch sử của bộ môn thể thao vua. Với một tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ cùng một trái tim ấm áp và một cái đầu lạnh thì chắc chắn Mbappé sẽ còn tiến rất xa và viết nên những lịch sử mới của bóng đá thế giới.
hy vọng rằng chàng trai 24 tuổi tài năng Mbappe có thể hoàn thành mong muốn của mình là bảo vệ chức vô địch của Pháp trong kỳ World Cup 2022 này. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup Qatar 2022 đang bước vào những ngày thi đấu quan trọng nhất. Hãy cùng dõi theo và ủng hộ chàng trai vàng của làng bóng đá Mbappe và hy vọng anh chàng 24 tuổi tài năng này sẽ viết nên những trang sử rực rỡ tiếp theo trong sự nghiệp túc cầu của mình nhé.